Đón thề về cho mây trắng tái sinh. Đã trọn vẹn một hành trình mây trắng, hương sen thơm trong hồ nước Ta Bà. Nay hết cuộc, xin mỉm cười khép mắt, dòng chơi trời phương ngoại đến bao la. Thân tứ đại gửi từ hòa cho đất, đất mẹ thanh lương ôm ấp những nụ trồi. Mai hóa hiện tâm bồ đề miên viễn, những khung trời hạnh phúc cứ sinh sôi. Bụt chẳng xa, bụt trong mỗi con người, từng bước chân bình an và hơi thở. Sống tỉnh thức cùng những gì đang có, đang hiến dâng trọn vẹn giữa vô thường. Ngồi vững chãi tay thầy trong tay con, tâm bình an gặp mùa xuân vạn nẻo. Thở và cười khơi phép màu kỳ diệu, tiểu thương bừng ôm ấp khắp nhân gian. Ai mê mải kiếm tìm những mùa xuân, nơi trời đất xoay vần trôi ngày tháng. Con bình tâm gặp mùa xuân miên viễn, trong tình thầy nối mạng mạch Như Lai. Dưới ánh trăng này nở bừng sen trắng, Thế Tôn ngồi trong an nhiên tịch tịnh. Đón thầy về cho mây trắng tái sinh. Nhất hướng phùng xuân đắc kiện hành, theo bước chân thầy con đi về phía mùa xuân. 13:29 ngày 13 tháng 2 năm 2024, tức mùng 4 Tết Giáp Thìn, Lương Đình Khoa. Kính thưa đại chúng, vừa rồi là bài thơ viết về sư ông làng Mai Thích Nhất Hạnh. Như một nén tâm hương kính dâng lên người với tất cả lòng kính ngưỡng khi mà con Đình Khoa bắt gặp bức tranh của họa sĩ trẻ Trần Nguyên vẽ sư ông trong một buổi sáng hôm nay. Thực sự bức tranh quá ấn tượng, và thần thái, màu sắc, bối cảnh, không gian, tất cả để toát lên một sự thanh thoát và rất khác biệt so với những bức tranh, bức hình mà con đã gặp. Và con tin rằng cái năng lượng bình an của bức vẽ này, từ tâm hồn người vẽ và từ năng lượng của sư ông, sẽ còn trường tồn và còn lan tỏa tới rất nhiều người. Có những người giống như con, đôi khi chỉ gặp một bức tranh, một bức hình, nghe giọng nói của sư ông thôi đã đủ thấy bình an, đủ thấy được nương tựa, đủ thấy mình vững chãi. Và hy vọng rằng những sự tiếp nối như thế qua mỗi bức tranh, bài thơ, những đoạn video, những sự chuyển hóa thực hành, con kính chúc đại chúng sẽ luôn luôn là sự tiếp nối đẹp đẽ của thầy, để luôn gặp mùa xuân này nở trong lòng mình và mang mùa xuân đó hiến tặng cho cuộc sống, cho những người mình có duyên gặp trong cuộc sống này.